kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin An Viên 24 giờ hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2020 sẽ có những nội dung chính sau đây. Họp mặt nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Campuchia tại chùa Phổ Minh. Chư Tăng Sinh làm chủ khoa học công nghệ tiến bộ để truyền tải giáo pháp của Đức Phật trong thời đại mới. Tiếp cận mới trong các hoạt động giáo dục nhằm gìn giữ phát huy di sản, khơi dậy niềm tự hào với lịch sử dân tộc. Hôm qua ngày 24 tháng 6 tại chùa Phổ Minh, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Campuchia 24 tháng 6 năm 1967, 24 tháng 6 năm 2020. Buổi họp mặt nhằm góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước, cầu mong cho tình hữu nghị của nhân dân và Phật tử Việt Nam Campuchia càng thêm bền chặt, vì hạnh phúc, hòa bình theo đúng tinh thần Phật dạy và phù hợp với chính sách ngoại giao song phương trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia có từ lâu đời và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1967 nhờ sự đóng góp của các vị lãnh đạo của hai nước. Chính phủ Hoàng gia Campuchia lấy đạo Phật làm quốc giáo và đưa vào Hiến pháp năm 1993. Hiện nay, có 95% người dân nước này theo đạo Phật. Các Phật tử cũng có những đóng góp quan trọng trong quan hệ hữu nghị hai nước. Đặc biệt, trong niềm hân hoan ngày họp mặt, Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia chùa Phổ Minh đã tặng 20 phần quà bằng hiện kim với tổng trị giá 20 triệu đồng tặng đến sinh viên Campuchia đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã làm trưởng đoàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đến thăm 3 trường hạ tại Trung gồm chùa Long Phước, chùa Bạch Liên và chùa Giác Hoa. Tại các trường hạ, Hòa thượng đã thăm hỏi, động viên chư tôn đức ban chức sự chu đáo, việc tu học cho hành giả yên tâm tu học trong 3 tháng an cư, đồng thời nhắc nhở một số nội dung cần thực hiện theo thông bạch hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, động viên sách tấn chư hành giả tinh tấn để tăng trưởng đạo nghiệp, làm hành trang trên hành trình giải thoát. Dịp này, đoàn cũng đã cúng dường mỗi trường hạ một số tịnh tài để hỗ trợ cho ban chức sự lo đời sống tu tập cho hành giả trong 3 tháng an cư. Được biết, hiện các trường hạ thuộc Phật giáo tỉnh Bạc Liêu sinh hoạt ổn định, thời khóa an cư được lồng ghép chương trình bồi dưỡng hành chánh và nghiệp vụ trụ trì cho các hành giả. Còn tại Kiên Giang, tại hội trường chùa Phật Quang, thành phố Rạch Giá, Ban chức sự trường hạ đã tổ chức tuần lễ thực tập diễn giảng cho chư tăng hành giả theo chương trình tu học trong 3 tháng an cư. Tại đây, chư tăng hành giả là chư vị trụ trì đã lần lượt lên thực tập diễn giảng, chia sẻ các thời pháp thoại ngắn về các đề tài như quy y tam bảo, ngũ giới, niệm Phật, ý nghĩa thời khóa tụng niệm, vân vân. Được biết, theo chương trình tu học, chư tôn đức trong ban chức sự, ban giảng huấn, ngoài việc giảng dạy về giới luật, oai nghi và Phật pháp căn bản, trang bị cho chư hành giả những kiến thức Phật học. Mùa an cư năm nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang còn tổ chức tập huấn kỹ năng diễn giảng để cho mỗi trụ trì trong tỉnh đều có kỹ năng thuyết pháp, diễn giảng, từ đó ứng dụng vào công tác hoằng dương chánh pháp tại địa phương. Trong khi đó, tại chùa Cảm Sơn, phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh, cuối tuần qua, Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khóa tu bắt quan trai giới cho hơn 100 Phật tử về tham dự. Đây là khóa tu dành cho Phật tử đầu tiên trong năm 2020 tại địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã quan lâm chứng minh và chia sẻ, giảng giải cho đại chúng ý nghĩa khóa tu bắt quan trai giới. Theo đó, khóa tu dành cho cư sĩ được chế định nhằm thể hiện sự quan tâm đến đời sống tâm linh của Phật tử, nhằm chuyển hóa tự thân, thực hành đời sống của người xuất gia trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, toàn thể đại chúng bước vào thời khóa tụng kinh, sám hối và hành trì theo các nội dung được sắp xếp. Dịp này, chư tăng hướng dẫn đã nhắc nhở toàn thể hành giả cần áp dụng giới luật, răn nhắc bản thân, tránh giữ, làm lành, tích phước ngay trong đời sống mỗi người. Nhằm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhiều tự viện Phật giáo trong nước đã hỗ trợ quà tặng và nhu yếu phẩm tới người dân các địa phương. Quỹ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh vừa trao tặng 250 phần quà đến người dân khó khăn tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Những món quà gồm nhu yếu phẩm,
gạo, mì, một số tịnh tài, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng, với thông điệp sẻ chia và hướng bà con đến việc xây dựng cuộc sống mới, tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Dịp này, đoàn cũng đã thăm một số hộ gia đình nằm trong chương trình Tổ ấm từ bi. Theo ghi nhận, cuộc sống dần ổn định, nhưng việc đưa trẻ đến trường để xóa nạn mù chữ vẫn còn là điều khó khăn. Còn tại tỉnh Ninh Thuận, nhóm thiện nguyện Sống để yêu thương, Châu Hải Quang, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tặng quà cho bà con nghèo chịu tác động của mùa khô hạn thuộc xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Mỗi phần quà gồm gạo và mì gói, thể hiện sự động viên tinh thần, giúp người dân với bớt nhọc nhằn và sớm ổn định cuộc sống trở lại. Trong khi đó, vừa qua, câu lạc bộ thiện nguyện Nhật Quang, chùa Trực Trì, Hải Dương đã thăm hỏi, động viên và tặng quà bệnh nhân tại khu điều trị phong của tỉnh tại thành phố Chí Linh. Những món quà được trao tặng gồm thực phẩm và vật dụng thiết yếu đến 135 bệnh nhân hiện diện như sự đồng hành với những khó khăn, nỗi đau về thể xác phải đối mặt. Thưa quý vị, từ khi Phật giáo ra đời thì hình ảnh Đức Phật và tăng đoàn đi khất thực như là một hình thức truyền thông sơ khai của Phật giáo. Tuy nhiên ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của khoa học và công nghệ, thì việc hiểu biết và sử dụng phương tiện truyền thông để truyền tải giáo pháp của Đức Phật đến với mọi người là cách thức hoằng pháp hiệu quả nhất. Tập trung, chăm chú, thao tác thành thạo. Với nhiều người không biết, chắc hẳn họ sẽ nghĩ rằng đây là những quay phim chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế thì đây chỉ là các vị tăng sinh trong ban truyền thông của Trường Trung cấp Phật học thành phố Hà Nội. Tiếp nối từ các thế hệ đi trước, kể từ năm 2018 đến nay, ban truyền thông đã sản xuất hàng trăm video chất lượng về giảng pháp và công tác Phật sự của trường. Thì ban truyền thông là ban ghi lại tất cả toàn bộ, tất cả những hình ảnh mà của các quý thầy trong một ngày tu học, cũng thêm là để truyền tải tất cả những cái thông điệp, thông tin của Phật giáo đến toàn bộ tất cả các vị Phật tử. Cái việc quay lại, ghi lại tất cả những hình ảnh, tất cả những video đấy để giúp cho, thứ nhất là để giúp cho tăng ni sinh có lại cái nguồn tư liệu để mình học tập, cộng thêm tiếp theo nữa là để truyền tải lên các cái trang mạng internet để cho các Phật tử nghe lại được các bài giảng để mọi người hiểu hơn, mọi người hiểu những Phật pháp nhiều hơn. Tam gọi chư tăng sinh này là những người làm công tác truyền thông nhóm nhỏ của Phật giáo, bởi điểm chung của họ là yêu thích quay phim, chụp ảnh và mong muốn truyền tải thông tin Phật sự đến với quần chúng với lòng nhiệt huyết và tâm nguyện phụng sự. Khó khăn ban đầu là rất lớn khi các thầy đều xuất phát điểm từ con số 0, phải tự tập quay, tự tập dựng hình mà không có ai hướng dẫn. Thực ra là những ngày đầu mình mới làm ấy thì nó cũng rơi rất là nhiều lần, nản muốn bỏ, nhưng mà vì để hoằng dương Phật pháp, vạn sự khởi đầu nan mà. Tất cả mọi cái ban đầu chúng ta là những người tu tập nên là những cái đồ công nghệ này thực ra là mình không thể nào thích nghi ngay từ ban đầu được, nên cũng có nghiên cứu tìm tòi học hỏi và tìm kiếm xem trên tờ hướng dẫn và học mà người ta hướng dẫn trên YouTube để mình tự thực tập và thực hành để có thể đạt được bay như ngày hôm nay. Trong giai đoạn an cư kiết hạ, chỉ riêng việc học, tu tập và sinh hoạt theo thời khóa hạ trường dày đặc từ 3 rưỡi sáng đến 10 giờ tối cũng đã là một thử thách. Thế nhưng, chư tăng sinh ban truyền thông vẫn dành ra khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để theo đuổi niềm đam mê. Có thể nói, đó là một nghị lực phi thường. Đúng là một niềm đam mê. Đấy, bởi vì là phải có đam mê, cái gì cũng thế, phải có đam mê thì chúng ta mới nhiệt huyết, chúng ta mới làm được cái công việc này. Và thực sự là tất cả những quý thầy trong ban truyền thông đều là yêu thích những cái việc này, cho nên là đã phát tâm để làm, mặc dù là nó có chút ảnh hưởng cái vấn đề về học hành, nhưng mà các quý thầy cũng được may mắn là khi mà mình ngồi mình chỉnh sửa ấy, các cái video, các cái bài học đó thì cũng là một phần, là một cách để mình ôn lại các cái bài đấy được tốt hơn, thì cũng không có ảnh hưởng gì đến, và tất cả các quý thầy cũng đều rất là hoan nghênh. Khó khăn nhưng không đồng nghĩa với từ bỏ, bởi với các tu sĩ trẻ tuổi này, truyền thông Phật giáo là ẩn ác, dương thiện là làm cho từ bi trí tuệ của đạo Phật được lan tỏa và là một kênh hoằng pháp. Và đó là cách truyền đi thông điệp trí tuệ, từ bi và hình ảnh chân thiện mỹ làm tịnh hóa, hướng thượng cho nhân loại. Nội dung tiếp theo của bản tin An Viên 24 giờ. Hôm nay nhiều quốc gia châu Á cùng đón Tết Đoan Ngọ truyền thống mùng 5 tháng 5 với nhiều hoạt động văn hóa có ý nghĩa. Luyện thư pháp để tìm được sự cân bằng tâm thức giữa nhịp sống hiện đại.
quý vị, nhằm gìn giữ và phát huy giá trị di sản, khơi dậy niềm tự hào của hậu thế về các bậc tiền nhân thì giáo dục di sản là quan trọng và cần thiết. Tuy vậy, có vô vàn lý do được nêu ra nhằm giải thích cho thực tế hời hợt trong công việc này. Bên cạnh đó, sự đơn điệu, thiếu các hoạt động trải nghiệm bổ trợ cũng được xem là điểm trừ khiến cho giáo dục di sản chưa thực sự hấp dẫn. Vậy làm như thế nào để giá trị di sản gần hơn với công chúng? Kính mời quý vị sẽ cùng theo dõi của truyền hình An Viên phóng sự sau đây. Đây là một buổi tham quan di tích nhà tù Hỏa Lò của các bạn sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế những ngày hè tháng 6. Ngay khi đặt chân tới Hà Nội, di tích nhà tù Hỏa Lò là điểm đến đầu tiên trong chuyến hành trình của đoàn. Thấy đây là một chuyến tham quan cực kỳ ý nghĩa và bổ ích đối với chúng em, thì chúng em cảm thấy trân trọng cái cuộc sống của ngày hôm nay hơn. Chúng tôi cũng rất là hoan nghênh cái việc Bộ Giáo dục và cùng với Ban Quản lý chuỗi di tích ở nhà tù Hỏa Lò đã có sự phối kết hợp để tổ chức tăng cường nhiều hơn cái việc là đưa học sinh, sinh viên đến tham quan nhà tù. Và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái biện pháp nhân hiệu quả để góp phần là tuyên truyền cái ý thức, tinh thần yêu nước, cách mạng cho các thế hệ trẻ. Giáo dục di sản đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên, bằng cách làm xưa cũ, khô khan đang khiến sứ mệnh này gặp nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề đó, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò phối hợp với Thành đoàn thành phố Hà Nội, trường học các cấp trong và ngoài thành phố thực hiện nhiều hoạt động tham quan, tìm hiểu, giao lưu. Các hoạt động giới thiệu, trải nghiệm tại di tích được đổi mới để khách tham quan không cảm thấy nhàm chán. Thì chúng tôi đã được sự đồng ý của các cấp và ra phố đi bộ để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di tích Tù Hỏa Lò. Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch để mở cửa về đêm. Đây là một hoạt động chúng tôi cũng mong muốn rằng được đông đảo khách trong nước và quốc tế đón nhận. Tại đây, đơn vị còn lắp màn hình, chiếu đoạn phim giới thiệu về di tích, giúp du khách được tham quan ngắn di tích Hỏa Lò qua màn ảnh nhỏ. Đây là hướng đi mới, góp phần hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thể hiện sự chủ động của Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò trong việc đưa di sản, di tích đến gần hơn với công chúng. Còn tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, từ đầu năm 2018-2019 đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai chương trình giáo dục, trải nghiệm sáng tạo, học tập ngoại khóa cho học sinh các cấp tại các khu di tích. Ngoài việc trực tiếp tham quan, các em còn tìm hiểu hiện vật thông qua việc trả lời câu hỏi, chơi các trò chơi dân gian, tham gia khảo cổ. Chỉ sau một năm triển khai, đã có gần 20.000 học sinh tham gia tại di tích Hoàng Thành Thăng Long và di tích Cổ Loa. Tình yêu lịch sử, niềm tự hào dân tộc từ đó cũng được lan rộng hơn trong giới trẻ thủ đô. Hoàng Thành Thăng Long đặc biệt là chú trọng tới việc giáo dục di sản cho thế hệ trẻ. Và trong những năm qua thì trung tâm đã xây dựng những cái chương trình giáo dục di sản phù hợp với lại các lứa tuổi, các cấp học. Ví dụ như là chương trình Em làm nhà khảo cổ hay là Em tìm hiểu di sản dành cho các bậc tiểu học và bậc trung học cơ sở. Và trung tâm cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội để đưa các nhà trường cũng như là các em học sinh tới tham quan, học tập và trải nghiệm tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long. Đây là hướng tiếp cận mới, tránh lối mòn, tạo ra những giá trị bổ ích, lý thú, chơi mà học mà chơi, giúp các em chủ động khám phá, tìm hiểu di sản thông qua việc tương tác, trải nghiệm, góp phần rèn luyện các kỹ năng quan sát, sưu tầm, thuyết trình, làm việc nhóm, rèn luyện các phẩm chất cần cù, kiên trì, sáng tạo, tỉ mỉ. Có thể thấy, giáo dục di sản đã được nâng tầm khi các đơn vị chủ động tìm hướng tiếp cận mới, và chỉ khi cả xã hội cùng vào cuộc thì hàng nghìn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của cha ông mới được phát huy, mãi mãi là niềm tự hào của người Việt và dân tộc Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, di sản với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó chứa đựng những giá trị lịch sử, trí tuệ và những nhân cách lớn. Vì vậy mà việc giáo dục di sản phải luôn luôn được coi trọng. Chúng ta sẽ cùng đến với những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam để hiểu rõ hơn về vấn đề này.
Trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình An Viên về vấn đề giáo dục di sản. Thưa ông, vì sao lúc này chúng ta lại cần phải đặt ra vấn đề và cần phải quan tâm hơn đến giáo dục di sản ạ? Như các bạn đã biết thì di sản là nó hàm chứa trong lòng nó những giá trị văn hóa, lịch sử văn hóa, khoa học và thẩm mỹ. Như thế thì cái việc giáo dục di sản ấy là trước hết là chúng ta phải làm cho di sản ấy nó trở thành có ích cho xã hội. Trong di sản văn hóa nó đều chứa những bài học kinh nghiệm lịch sử thể hiện rõ được cái đạo đức, cái trí tuệ cũng như những nhân cách lớn của đất nước chúng ta. Vậy thì chúng ta phải để những giá trị ấy nó thấm sâu vào rộng rãi các công chúng trong toàn xã hội. Cái thứ hai nữa là giáo dục di sản ấy phải nói là một phương tiện để cho chúng ta thực hiện cái quyền văn hóa, tức là cái quyền tiếp cận, quyền hưởng thụ các giá trị văn hóa của cha ông để lại. Theo ông thì đâu là những cái vấn đề khó khăn và thuận lợi trong công tác giáo dục di sản ở Việt Nam chúng ta? Tôi nghĩ là thuận lợi lớn là chúng ta có đến 40 vạn các di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê và gần 4.000 di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia, và nó ở khắp mọi miền đất nước. Cái di tích lớn như thế, có giá trị lớn như thế, nhưng mà chúng ta chưa có cái biết cách để mà làm cho giá trị ấy thực sự trở nên hấp dẫn cho cộng đồng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng ta vẫn thiên về việc tuyên truyền giáo dục theo cách tuyên huấn, chứ không phải là cái phương pháp giáo dục tích cực, tức là tạo cho người ta yêu, tạo cho người ta thích, tạo cho người ta trải nghiệm, tạo người ta chủ động, tức là tạo cơ hội cho người ta tiếp xúc và gợi mở cho người ta có những thông tin và tự họ rút ra kết luận, chứ không phải là ta giáo dục là cứ cho họ những bài học. Theo ông thì phải làm thế nào để cho các cái nội dung cũng như là cái chương trình giáo dục về di sản nó không trở nên nhàm chán đối với những người được giáo dục, mà cụ thể đây là các đối tượng như các em học sinh hay là sinh viên ạ? Cái sai lầm trong giáo dục của ta, tôi về di tích của bảo tàng ấy, là cứ suy nghĩ mình giáo dục người ta cái gì, nhưng mà lại không xuất phát là người ta đang muốn gì, người ta cần gì ở mình. Đấy, hiểu họ, hiểu cái di sản mình có, nhưng mà hiểu các đối tượng mình phục vụ, họ muốn gì, mình đáp ứng họ và đáp ứng họ bằng dịch vụ văn hóa ở di sản hoặc bảo tàng và tạo ra nguồn thu. Mình cũng chưa có cái nghiên cứu gọi là nghiên cứu di sản ứng dụng, nghiên cứu cái khía cạnh kinh tế học trong di sản. Đấy. Thế mình cho người ta cái người ta cần bằng những dịch vụ và mình thu được tiền. Đấy. Thì mới có cái bổ sung nguồn lực cho các cái hoạt động nghiệp vụ, các hoạt động nghiên cứu, rồi nó ra những cái giá trị, rồi lại cộng với dịch vụ sinh động lên, người ta lại hấp dẫn người ta tới. Thì tôi cũng cảm nhận là những cái nơi mà hấp dẫn với học sinh sinh viên là Bảo tàng Dân tộc học, là Bảo tàng Phụ nữ, là Trung tâm Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám. Họ có rất nhiều hình thức giáo dục. Đấy. Họ tạo cho học sinh sinh viên cơ hội tiếp cận di sản văn hóa, được trải nghiệm, được đối thoại với quá khứ, được xem cái họ muốn, thì họ được học tập, ta gọi là học tập ngoài nhà trường. Đấy. Bác Hồ đã nói là một dân tộc dốt thì là một dân tộc yếu. Thế thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu giáo dục như thế. Nhưng mà đã có mục tiêu cao đẹp như thế thôi thì phải có phương pháp giáo dục đúng cho
làm cho cái đối tượng mình đến được giáo dục ấy, là họ thích thú, họ hấp dẫn, họ cảm nhận được bổ ích, nhưng họ được chủ động học tập. Thế thì trải nghiệm văn hóa thông qua di sản văn hóa vào bảo tàng là một xu thế mà nhân loại người ta đang theo đuổi. Và xu thế nhân loại đang theo đuổi nữa là ứng dụng kỹ thuật số, công nghệ vào cái việc giáo dục di sản. Một lần nữa rất cảm ơn những chia sẻ rất hữu ích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Văn Bài dành cho khán giả của truyền hình An Biên ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 5 âm lịch, ngày Tết Đoan Ngọ. Đây là một trong những ngày lễ Tết cổ truyền không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều quốc gia khác. Và trong bản tin An Biên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng khám phá những ý nghĩa đặc biệt của ngày Tết Đoan Ngọ tại một số quốc gia châu Á. Ngày Tết Đoan Ngọ ở Hàn Quốc còn được gọi là lễ hội Dano, ngày của các nghi lễ thờ cúng các vị thần linh, kỷ niệm kết thúc mùa gieo hạt. Vào ngày này, người dân xứ Kim Chi thường tổ chức các hoạt động vui chơi. Phụ nữ chơi đu quay, bập bênh, còn nam giới chơi đấu vật. Những hoạt động này tượng trưng cho sức mạnh và sự cường tráng, cầu nguyện cho một mùa màng bội thu. Người Nhật Bản gọi Tết Đoan Ngọ là lễ hội Koinobori, ngày hội cá chép, là ngày lễ dành cho con trai trong toàn quốc. Vì Nhật Bản đã theo dương lịch, nên ngày này cũng được chuyển thành ngày dương lịch. Ở Nhật Bản, cá chép tượng trưng cho lòng dũng cảm vì dám bơi ngược dòng sông và vượt cả thác gành. Vào dịp lễ này, những gia đình có con trai sẽ treo trước nhà những giải cờ hình cá chép, số lượng cờ tương ứng với số con trai trong gia đình. Lễ hội Koinobori còn là dịp lễ để mọi người trong gia đình đoàn tụ bên nhau, thưởng thức bánh đậu xanh và bánh mật, những món ăn không thể thiếu của ngày lễ này. Trong khi đó, tại Trung Quốc, lễ này còn được gọi là Tết Đoan Dương với các hoạt động truyền thống như đua thuyền rồng, lễ hội rước rồng. Ngoài ra, họ còn có phong tục ăn bánh ú và đeo túi thơm. Túi thơm là túi dùng vải và chỉ ngũ sắc để may và được may thành hình quả cầu, chú cọp. Bên trong đựng các loại hương liệu như hạt mùi, hùng hoàng, hương nhu và một số loại hương liệu khác dùng để đuổi rắn rết, sâu bọ làm hại trẻ em. Người Trung Quốc quan niệm đeo túi thơm vào Tết Đoan Ngọ có thể chống bệnh tật. Thưa quý vị, thư pháp đang ngày càng được nhiều người tìm hiểu, học hỏi và trở thành xu hướng hiện nay. Không chỉ chiêm ngưỡng những cái hay, cái đẹp trong từng con chữ, luyện thư pháp còn giúp người viết tìm được sự cân bằng trong tâm thức giữa đời sống hiện đại. Từ khi học thư pháp đến giờ mình học được mấy tháng rồi, thì mình thấy là con người mình cũng thay đổi rất nhiều. Dường như là hướng nội hơn và bình thản hơn. Và dường như những cái vật chất cuộc đời nó cũng không cám dỗ mình được nữa. Cảm xúc khi viết lên một cái chữ thì nó rất là hay. Nó không có ở trong cái nghệ thuật nào. Bởi vì là khi bắt đầu viết một chữ thì tâm chúng ta đều phải tĩnh để truyền cái cảm hứng, truyền những cái tâm huyết của mình vào những cái nét chữ. Và mình thấy rằng là thư pháp có thể giúp cho mình thư giãn được, có thể giúp cho mình hiểu được cái vẻ đẹp của thẩm mỹ, cũng như hiểu được cái vẻ đẹp của tri thức được tiềm ẩn đằng sau cái một tác phẩm thư pháp. Đây là tâm sự của những người đang theo học nghệ thuật thư pháp chữ quốc ngữ vì nhiều lý do khác nhau, nhưng đều xuất phát từ tình yêu với bộ môn nghệ thuật này mà họ tìm đến lớp học thư pháp, dành riêng cho mình khoảng thời gian để rèn chữ, tĩnh tâm. Nhưng mà cuối cùng thì có thể là trong cái bối cảnh đời sống nó rất là hối hả và mọi người rất là bận rộn, rồi thì có những cái tâm lý nó không có những cái khoảnh khắc được bình yên, thì việc mà học thư pháp nó giúp cho mọi người có thêm được một cái thú chơi, thêm được một cái phương pháp để có thể chọn cho mình một cái khoảnh khắc, một cái giây phút và một cái cách để thực tập bản thân mình, thực tập hơi thở cũng như là thực tập cái sự tĩnh lặng của bản thân, giúp cho họ cân bằng lại một cái khía cạnh nào đó của cuộc sống. Buổi học ngày hôm nay ấy, thì thầy sẽ giới thiệu với các anh chị em một số những cái bố cục khác so với cái thời điểm trước mà chúng ta sáng tác. Ở Hà Nội hiện nay,
có khá nhiều lớp dạy thư pháp chữ quốc ngữ. Lớp học thư pháp này do Nguyễn Thanh Tùng, một thầy giáo trẻ thành lập, vừa là nơi giao lưu trao đổi về nghệ thuật viết thư pháp, vừa là không gian hội ngộ dành cho những người đam mê thư pháp Việt. Từ những cái nét chữ đấy thì chúng ta thể hiện được những cái nội tâm, những cái năng lượng của mình truyền vào con chữ. Và khi con chữ mà thể hiện ở trên những cái tờ giấy thì như các cụ đã nói là nét chữ nết người, nó thể hiện rất là rõ nét ở trên cái tác phẩm của mình. Học viên đến với lớp học thư pháp được hướng dẫn từ những điều căn bản như sử dụng bút, nghiền, giấy, mực trong sự hòa quyện với hệ chữ Latin. Hiểu được điều đó, người viết mới có thể làm bạn với thư pháp, thể hiện tốt nhất vẻ đẹp của chữ quốc ngữ Latin bằng bút lông. Bên cạnh đó, những chi tiết như dáng ngồi, thế tay và thư giãn, buông xuống những lo toan bộn bề, giúp người học thực hành và thể hiện con chữ một cách tốt nhất, vừa đảm bảo ý, hình và tình. Thế mình thấy thư pháp Việt ấy là một cái gì rất mới, và nó cũng làm tôn lên cái vẻ đẹp của tiếng Việt của mình. Và cái hay nữa là trong mình tìm ở nơi đấy những con chữ mà nó gửi gắm cả những cái thông điệp của cuộc đời, thông điệp của các ông bác bà, thông điệp của chính mình muốn nói một điều gì với mọi người, với chính mình. Nét đẹp nghệ thuật tùy vào cảm nhận của mỗi người. Một tác phẩm thư pháp cân đối, hài hòa đường nét, màu sắc, nói lên cái tình, cái tâm của người viết, những cung bậc hỉ nộ ái ố khác nhau. Và hơn cả, đến với thư pháp còn là sự tìm về những phút giây an yên. Trải dài khắp mảnh đất hình chữ S, có lẽ không có loài hoa nào gần gũi và thân thuộc như hoa sen. Là loài hoa của Phật giáo, hoa sen đã đi vào đời sống vật chất và tinh thần của mỗi người dân Việt Nam như một biểu tượng, một nét đẹp văn hóa đi cùng với thời gian. Và để kết thúc bản tin An Biên 24 giờ hôm nay, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sen trải dài qua mỗi vùng miền của đất nước. Quý vị, vẻ đẹp thanh tao và tinh khiết của hoa sen vừa rồi cũng đã khép lại bản tin An Biên 24 giờ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị khán giả đã lưu tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.